Ông không đi ăn cùng chị Ali á? Không. Tầm này ăn gì không? Tầm này tôi đá bóng xong mà tôi phải về làm chứ mọi người, kiểu có thể đi ăn ở đâu nhưng mà tôi buổi tối đến là đến giờ tôi làm mà tôi phải làm chứ, tôi phải kiểu chăm chỉ với cả công việc, tại vì tôi cũng nhớ các bạn mà. Đấy, chứ không phải là mỗi cái là tôi muốn làm để đuổi chỉ tiêu hay là cái gì, tại vì tôi nhớ các bạn nhiều hơn. Còn chỉ tiêu thì vứt mẹ đi, từ cái lúc mà anh Bụt xuất hiện ở trên cái platform này là thôi xong rồi đấy. Là biết là không có cái chỉ tiêu nào có thể mà mình có thể với được rồi, nên là thôi các ông ạ, làm bây giờ đúng vì đam mê luôn. Tháng này thì đúng rồi mà, chứ còn gì nữa, không. Chứ còn đi ăn điều gì, tôi nói thật với cả các bạn là buổi tối, những cái buổi tối như này rất là nhiều kéo đi chơi. Nhưng mà tôi là không, I stay home, work, yeah, I dream for my viewer, no hang out, okay, we go eating, no go, I stream, we go fishing, no go, I stream, we go shopping, no go, I stream, các bạn thật từ chối tất cả kiểu đi chơi, 2 năm mà tôi làm là phải kiểu 7-7-4-9 kiểu đi chơi tôi từ chối hết luôn, thật mà, tôi điều công làm gì, thật, công cứ nghĩ là tôi đùa, và cả biểu, tập xem idol, mẹ, cưới xin như nào, đâu nhở, uầy, lên mẹ đề xuất luôn ạ. Đám cưới của Mitty tại Sài Gòn, Linh Ngọc Đàm xúc động trong khoảnh khắc đặc biệt. Chị tôi mặc váy. Chị tôi mặc váy. What? Sau này sao nhìn cái thumbnail này bình thường nhá, nhìn bình thường là nhìn cái thumbnail clip của chị Thi nó khác lắm. Ấy thế mà hôm nay trông lại bánh bèo mà nhuộm vào tóc hồng này, là chứng tỏ cái này mới quay, đội vương miện. Anh này là anh nào? Sa ve giờ đất, Linh Ngọc Đàm xúc động. Tôi sẽ không đọc comment đâu. Cái gì anh? Chưa bao giờ nghĩ đến cảnh đi đám cưới thì mình sẽ được Đấy. Trời ơi, cái này váy cưới dành cho người bình thường, chị Thi ăn mặc như này các bạn. Thì anh nhìn mình vậy thôi chứ mình đã năm nay đã đẹp trai à? Tuổi rồi các bạn, cũng đã đến lúc phải lập gia đình rồi. Dạ em chào chị. Dạ. Em là Trinh, em là wedding stylist của Wedding Book. Wow. Sẽ hỗ trợ. Ai bảo chị 27 tuổi phải lập gia đình? Của bên em nha. Chị còn trẻ mà. Trong mắt em bao giờ chị cũng như hai đôi mươi hết. Em cũng chưa cưới đâu nhưng mà em chị còn sớm thế. Chị Thi cho em hỏi là mình đã có những cái dự định về ngày cưới chưa chị ha? Dự định cưới của em cũng hơi gấp tại... Hay là quảng cáo váy cưới nhỉ? Vô lý. Dạ. 31 tháng 9 ạ. Dạ, 31 tháng 9 mình cưới ha. Dạ. Dạ. Mình cho em hỏi là ngày 31 tháng 9 này mình sẽ làm gia tiên và từ chính cùng một ngày ở Sài Gòn. 31 tháng 9? Dạ. Lễ gia tiên là lễ rước dâu. Gia tiên ở Đà Lạt ạ. À, gia tiên ở Đà Lạt. Ồ đúng rồi, chị Thi gốc Đà Lạt mà. Cái này đó là BR váy cưới nhỉ? Lúc nãy tôi thấy cái logo Samsung nha. Trái cho bạn bè thôi ạ. Ừ. Vậy thì hiện tại là chị Thi có mong muốn gì về cái hình ảnh năm cưới của mình chưa? Đây! Vậy 31 tháng 9. Tháng 9 năm gì có ngày 31? Ôi trời ơi! Trong phim nữa. Trời ơi, cú lừa Bích Phương. Cái đám cưới đầu tiên của mình nó sẽ giống trong phim một chút. Giống trong phim Hàn đúng không? Dạ đúng. Ảo thật đây! Thì bớt phải thằng chồng ngớ ngẩn không? À. Dạ. Đâu nhưng mà thử xem chị Thi mặc váy cưới trông sẽ như nào. Bạn ơi mình cưới. Ôi rồi. Ôi fashionista, fashionista, fashionista. Thôi, tôi xin lỗi tôi đi trước nhá. Ôi, nhà tao mẫu thời trang dạo này cái gu thời trang nó khác bỏ thật chứ. Cao bây giờ người ta đi thử lựa váy cưới nè, lựa cho cái đẹp đẹp đi. Ai cưới mày? Mày hay vậy quá. Lỡ xảy ra sự cố rồi, nó sai. Sao hỏi ai cưới mà giọng nghe hơi dối dỗi nhỉ? Như là Linh là ghét. Lỡ rồi. Bây giờ kiếm được. Mỗi lần xảy ra một lần cưới thế. Không, nhưng mà cái này nó cũng phải đến mà. Ta xin lỗi vì ta đi trước. Ăn lý trong ba đứa tụi mình, ta tưởng Yên Bu sẽ là người đi trước. Mà giờ nó đề hề rồi, nó còn chưa đi nữa. Mà lại là mình đi. Cái này được không? Điên quá rồi. Đã cưới mà. Thế không thể tin được, nếu mà chị Thi Angela Baby mặc cái váy như này luôn các bạn. Đúng. Mày tin tao không? Rồi tao tin mày. Tao sẽ người chọn cho mày cái váy cưới. Mày chỉ cần thử thôi nhưng mà không. Đúng, tao chỉ cần thử. Không hợp. Chị Linh mặc thì hình dung được, nhưng mà chị Thi thì chưa bao giờ. Nhưng mà nhớ nhìn
Tôi chưa gặp chị Thi mặc váy bao giờ. Tôi tưởng mày được tay sợ mày lấy tên của mình. Chị Thi bình thường mặc như này ngoài đời ấy. Kiểu chất chất. Thật ra cái này cũng xinh. Đúng. Kiểu hip to the hook. Không, cái này không ở trên nó họa tiết dây dưa nhiều nhưng mà ở dưới nó tiết chế lại. Sao nó chỉ như một nhà thiết kế chuyên nghiệp vậy? Nó chỉ như một nhà thiết kế chuyên nghiệp vậy? Mày lựa cho tao bằng cái tâm đi chứ không phải là Mimo Gala làm mặc váy á, hôm nay có được đi đéo đâu. Cái kia đẹp gì? Làm cả năm trong có thằng ngồi nhà đó mà được nhìn thấy. Không nhìn qua màn ảnh nói làm gì? Đây là luxury. Mà hôm nay chỉ có chân váy thôi, còn cái này là cả váy nha. Thiết kế giới hạn độc quyền của các nhà thiết kế bên hàng. Cứ làm nhau thì. Ủa là ai đặt vậy ạ? Dạ, sếp đặt. Ủa, cái này đẹp quá. Cái này xoài mà mặc là hết nước chấm. Cái này đẹp quá ha. Em xoài hoặc em mi. Không biết là váy cưới là tiêu chí đẹp nó làm ở đâu ta? Tôi thấy cái nạm long lanh cái nào. Xíu thì mình có thể tham khảo cái dáng váy này. Úi giời. Đây là của nhà thiết kế Choi Jae-hoon của Hàn á chị. Thì váy này á là được thiết kế đính kết hoàn toàn bằng tay ha. Những chi tiết chỉ bạc ở trên váy á mình cũng theo thủ công luôn. Đính đá Swarovski và ngọc trai thật trên váy luôn. Dạ, ngọc trai thật ạ. Giá trị có cái tôi thiết kế đấy. Đâu là tầm khoảng 3 tỷ. Ông mèo thiết kế. Rồi. Để thu hết cái tài lại. Váy Việt của mình á. Cái gì? Tôi. Giá trị này mình nhập váy về là tầm khoảng 3 tỷ á chị. 3 tỷ một cái váy cưới. Ôi cô mà thật á. Váy bill 3 tỷ. Cái gì mà tại sao một cái váy cưới có thể lên đến 3 tỷ nhỉ? Chị đấy thu hết cái tài lại. Váy Việt của mình á. Mình chỉ đứng kết ở trên phần trên thôi. Còn váy hơn là con xé hộp của Lâm Đình Khoa rồi. Cái này mà nó bị rơi thì sao? Dạ chị yên tâm ha, khi mình sử dụng dịch vụ bên em sẽ có các bạn wedding coordinator, bạn đó là trợ tá để hỗ trợ mình về vấn đề váy luôn. À dạ. Thử đi. Phụ kiện các kiểu. Đúng rồi. Nói có phụ kiện đi. Thế là bình thường mọi người sẽ thuê đúng không? Chứ không ai mua đúng không? Ok vậy chắc em thử cái này nhá. Lên thì nó cũng đã biết chào mình rồi. Chứ ví dụ sau này mà đi cưới vợ dẫn ra store bảo em thích cái váy cưới này, bao nhiêu em ơi? 3 tỷ. Váy đen đây này. Ua. Alo. Cái này cũng bố mẹ à, con muốn đổi ý thôi luôn đấy. Chết người luôn. You like. Nhưng mà cái này chắc có thêm mấy cái linh tinh nữa đúng không ạ? Dạ, cái này là set rồi á. Ở trên là áo corset và ở dưới là chân váy ha. Dạ, cái này thì tụi em có cái đầu là mơ luôn cho cái váy này luôn. Nó sẽ là một set, đúng rồi. Nó sẽ là một set riêng luôn á. Ê vậy là anh hiểu mua MV mà anh bắt chia tay. So váy nhiều. Dạ, em sẽ nhờ bạn hỗ trợ lấy cho chị cái này. Yes. Cái này là traditional Hàn Quốc đúng không? Cái này đẹp không? Mà cái váy trắng lại có một cái váy màu đen nhỉ? Cái này đẹp vậy ạ? À? Bộ này kiểu kimono nhỉ? Cái này đẹp không? Ôi, quá đẹp nhá. 100 điểm cái váy này. Xuất sắc. Này, tôi hơi nóng lòng gặp người người chồng này đó nha. Chị Thi có muốn thử không? Em nhờ bạn gặp cho mình ha. Hanbok à? Đúng má, thế kimono là cái gì nhỉ? Kimono. À, lỗi tôi. Hanbok, tôi bị nhầm hai từ. Wrong word. Lỗi tôi, double chỉ. Thử đi. My bad, sorry. Chưa bao giờ mình tưởng tượng là nó sẽ mặc bộ váy cưới. Nhầm. Tôi quê quá. Đám cưới nó sẽ kiểu mặc vest hoặc là gì đấy, nhưng mà để mà nói mình cũng mong là nếu như mà đám cưới thì nó sẽ mặc một cái váy cưới thật là đẹp. Công nhìn này, công thấy nhà thiết kế ở Việt Nam khổ không? Đấy. Ông cứ tưởng làm fashion designer đấy, may mấy cái váy 3 tỷ thì là giàu, quần rách mà tót loè này. Đấy, một thằng fan như tôi quần không bao giờ rách một tí nào nữa. Đấy, quần rách tót loè này. Sẽ một cái váy cưới thật là đẹp. Khổ lắm đấy, ông cứ tưởng. Thủng lỗ chỗ kìa. Đâu, có gì đâu, em không nhìn. Sao chị bảo em nhìn đâu, em có nhìn đâu. Thì em nhìn cái đằng sau, chữ đằng sau là cái gì, mắt em hơi cận. Lần đầu tiên thấy em mặc váy cưới không? What do you think, babe? Trông như một cô dâu thực sự rồi đúng không? Nói chung là cũng... Cũng ra gì đấy? I got you, bro. Vâng, các bạn, nói chung là miệng không? Cái váy xịn thì nó cũng có... Gọi là... lý do. Ủa nhưng đây phải vài 3 tỷ không ạ? Người không có bất
đẹp phết nhở Công nhở. Mọi người ơi, thi Ngọc hàng thật giả thật đấy nhá. Hàng thật giả thật. Hàng thật giả thật nhá. Mình cũng bất ngờ lắm. Ha. Là mấy điểm? 8 điểm. Cho điểm khắc khe đây. Tại vì biết đâu có những cái bộ khác nữa thì sao. 8 điểm. Không biết nhận xét gì không ạ. Không biết nhận xét gì. Không biết nhận xét gì. Guys, no comment. Tôi chỉ xem video thôi. Cái gì cơ? Linh vừa bảo là à, tao không single á? Tao không single. Ai xời. Right. À, dạo này nhiều tin vui quá ha. Nếu mà clip này là thật là thôi xong luôn. Ui. Full HD 8K. Hay là tao cái váy nó thế nhở? Mà sót vào rồi nó mờ vãi trưởng. Tôi thích bộ kia hơn. Em thích bộ kia hơn chị Thi ạ. Ai đùa ạ. Ôi xin. Ta đang kiểu chuẩn bị tinh thần mày mặc cái bộ màu đen cơ. Mọi người bảo mày mặc cái bộ màu đen. Cá nhân tôi thì tôi thích bộ trước hơn. Đúng ta. À không, hợp hơn. Tôi bảo là cái form váy này. Xong rồi kiểu cái thần thái lúc mà chị mặc bộ kia nó khác hơn. À thì biết là kệ em, nhưng mà cá nhân tôi thấy thế. Trời ơi, mình là người xem mình có quyền nhận xét chứ. Wow. Cảm ơn Puppy the Alien nhá. Thank you. Ui. Mà quả phương miện này mà kim cương thật thì không biết là bao tiền nhở. Sao buồn thế anh nhá. Đâu, có buồn đâu. Ví dụ nhá, đây ví dụ kể cả clip này là thật nhá. Tôi phải vui chứ. Em đổi ý rồi. Em thích bộ này nhất, thôi hay do tôi thích bộ đen nhỉ? Nhưng mà bình thường váy cưới là phải màu trắng đúng không ta? Sao nãy mày đưa miệng kia mà rồi lại đổi? Tại vì cái tóc này này, màu này, nên là mặc dù tôi thích cái váy này nhưng mà do tóc chị màu hồng thì hợp với màu trắng hơn đúng không ta? Cái bông hoa này nó cũng tâm sự tâm với tóc mày à? Mặc này hơi đắt. Đám cưới lên cũng mặc đồ đen. Cái gì vậy? Đấy, ví dụ tóc chị Thi mà màu trắng thì thôi này. Bay vậy. Linh không mặc màu trắng á thì đúng rồi. Bà Linh là bà thích mặc màu đen mà. Tội thế. Tôi kiểu tôi mặc đồ trắng trông tôi như con heo quay. Okay. Đây mới là đám cưới của mình. Let's go. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. Cause honestly. Ok, thế cuối cùng là chọn bộ đen à? Chồng mình là doanh nhân nên mình phải giống. Dạ dạ. Gãy cái anh lựa bộ này. Anh cũng phải có ý chí của mình cho anh mới tự lên. Em thích đám cưới mặc đồ đen, em thích anh mặc đồ trắng. Mà bây giờ anh lỡ rồi. Bây giờ lỡ rồi. Em thích anh mặc đồ hồng. Ủa có đám cưới mặc đồ hồng? Có mà. Nhưng mà chụp hình. Đây mình đang chụp hình. Sao không quay mặt nhở? Ây! Nhưng mà chụp hình. Đây mình đang chụp hình. Take me back to when we were. Trời ơi, không biết là cái quảng cáo cái gì mà sao nắm chặt thế. Nắm nhẹ nhẹ thôi được không? Ôi là con blur hình là sao nhỉ?
ảo tới đây. Tụi mình có nói với nhau á là cả hai đứa đều chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Thật là kinh khủng các bạn. Mà nó hỏi mình là tại sao thì mình bảo là tại gì. Chia tay đi, đi về đi. Tây, vừa cưới không chia tay. Hôm đó xin bảo anh không làm gì. Chồng CEO như anh nói. CEO mà cục xúc. Sao trông quen quen thế nhở? Ảo thế đấy. Trông giống ông anh nào tôi biết trên mạng. Thật ra thì ổn đấy các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ chôn công ty mình. Đó là mình sẽ làm giả là một cái đám cưới. Mình sẽ chôn công ty mình. Nếu như mình đám cưới thì sẽ như thế nào? Ok, let's go. Phong ơi. À, chị gửi em thiệp. Sinh nhật hả? Có lâu rồi. Sinh nhật rảnh rồi, sinh nhật gửi thiệp má. Có lâu hả? Nên là chị sắp cưới. Dạ. Không tin là đúng rồi. Cưới gì? Cưới vợ. Mày điên hả? Cưới gì? Chung là bọn tao. Cưới vợ hả? Lỡ giấu cái bình đi rồi nó đạp vô trong nghe á. Thì cứ đại đi cho nó xong. Cứ đại cho nó xong. Ừ. À, cứ không có tình yêu hả? Mày duyên quá, người ta yêu nhau rồi. Được rồi. Ờ, thì đưa thiệp. Được, nhờ chị thì mai là để em lên nhờ ban mà quay dấu kín. In cho em tầm 20 cái thiệp nhá. Thử thử xem mai ví dụ em giả cưới xem mọi người reaction như nào. Mai cưới luôn nhá. Ok, mai lấy ý tưởng nhá. Em định chôn mọi người đấy mà. In cho em tầm 20 cái thiệp nhá. Để em giả cưới. Xem cái phản ứng của mọi người nhá. Nhớ đặt camera như nào để mọi người không phát hiện nhá. Được xuống. Cho mày luôn nè. Chị cưới. Cưới vui. Có nội dung quay clip. Hay vậy quá. Mở ra coi đi, vội cãi hoài. Em cưới thiệt mà. Rồi này là của che tên chồng em lại giùm. Thiệt mà. Cưới tôi đi cho sốc, dạo này thiếu KPI quá. Để cả cái ngày tôi mà với cả bạn cưới thì đéo biết ai là cô dâu, đéo biết ai là chú rể. Bạn mặc váy không? Để bạn nó có thế đéo nào không nhở? Thế này tôi lại mặc váy. Wow. Wow. Ví dụ nhá. Em cưới hả? Không. Ví dụ đây mà là chị Thi mà đưa tôi cái thiệp này nhá. Không biết là chị chôn hay thật. Việc đầu tiên là tôi ngất xỉu mẹ luôn. Cái gì cơ? Cưới. Không tin. Ngất trước lấy lời thế. Cưới hả? Ông kiểu gì? Không, cái này là giống như ngày nào đấy mà chị Thi đưa thiệp vào tôi xong rồi tôi chuẩn bị tinh thần đấy. Cái gì đâu? Cái gì đâu? Tự nhiên lên xe bóng sớm. Nằm ra luôn. Em không tin. Đây là sự thật. No, I don't believe. Tại vì cho đánh chống lại. Em tính của em thế nào em nói em mà. Đấy không phải không? Bà đưa thiệp không ai tin luôn mà. Mày nói là mày đấy hỏi tên con này chứ. Thấy chưa? Đó, vậy là mày đi sao? Cái đầu đi tao sao giờ mày đưa thiệp thôi. Nhưng mà bây giờ sao không cứ lẹ lẹ đến với con vợ. Có bầu nữa hả? Không thì cái gì? Cái mày cười xa nhở? Nghe lời hơi bé. Chứ anh nghĩ sao mà dội vậy? Ờ, nãy giờ chưa biết hả? To bầu! Trời ơi, chú tinh. Cưới hả? Nè, giờ cưới nãy giờ không rồi.
Ủa thì có tật sự dở lắm. Thôi, cảm ơn mọi người cho hết nha. A few moments later. Ủa, cái nãy là giả thiệt cái đi. Dạ. Trời ơi. Vậy là có cơ hội rồi. Tưởng thiệt đó. Thiệt á. Em có thiệt không? Nãy em đau mà nước mắt lên trào, em nhớ chưa trào á. Là em có bữa sáng, không có mùa xuân nào em tưởng thiệt luôn. Đùa em nhưng lát sau anh cũng vui vui. Chôn mọi người thôi, không? Chôn thôi. Em coi thử phản ứng mọi người khi mà biết em đám cưới nó như nào. Mà cho anh hỏi là cái bầu là có chôn không? Chôn. Trời mấy. Chôn, chứ cái bầu này mình là thiệt. Chết, chết luôn. Là chôn nhưng mà vẫn phải quay cảnh đám cưới thật. Sắp tới giờ đám cưới rồi Thi. Cảm giác của Thi lúc này như thế nào? Lo lắm anh ạ. À. Mình phải đi rước rễ mà. Wow, rất là đẹp đấy. Vô, vô nào. Plot twist giả vờ bảo là chôn nhưng mà là thật thì sao? Khóc đi anh. Để xem ví dụ mọi người phản ứng như nào. Trời. Hay là đấy, thế mà tại tại sao phải che mặt anh kia nhỉ? Hay là thật thì sao nhỉ? Thế là thật hay là giả? Giả là thật. What? Đây. Why? Trời ơi. Thế con màn đấy. Đây. Thế mong hồn là em fake thơm thật luôn. Có đoạn lộ mặt nữa. Đoạn nào? Hết hồn. Gì ông này nhanh như vậy? Chúc mừng người yêu cũ, chúc anh hạnh phúc bên người mới. Quỷ đá. Mau phát. Quá buồn. Quá buồn các ông ạ. Không nên chúc mừng nhỉ? Không. Chết, bốt linh này chết đấy. Chết người này. Ổng ấy. Hoặc là... Được nhìn thấy chị hạnh phúc là em vui rồi. Yeah sure. Thế thôi. Đơn giản này. Sẽ công nghiệp mà kìa. Nhìn chị hạnh phúc là em vui rồi còn gì nữa. Chả vui, chả lẽ là buồn. Chả lẽ là buồn hả không? Ôi giời, không biết là thật giả như nào nhưng mà chỉ cần nhìn thấy khi mà người mình quan tâm được vui, được cứ tươi cười, người quan tâm, lo chăm sóc. Dù trái đất có sập tôi cũng cam lòng. Yeah sure. Yeah sure. Ui, khả năng thế anh chính là sad boy, anh chính là một sad boy. Ý anh sẽ đăng sờ tốt đi buồn buồn các kiểu xong anh đăng bài trên Facebook buồn các kiểu xong anh video buồn mà la lên các kiểu thế anh đã trở thành một sad boy.
Ở cái đéo đây. Đi phải tôi đéo xem hôm trước. Tôi ăn mừng như nào. Cái quả này hên vãi lìn thề. Đây đây đây, lần này rút kinh nghiệm này, lần này rút kinh nghiệm này. Rút kinh nghiệm ăn mừng với người kiến tạo. Ok, sẽ lại chấu. Ghi bàn phải vui chứ. Ghi bàn phải vui chứ. Millie Rock bro. Cảm Millie Rock bro. Giả vờ thương Khang được không? DJ Chip. Bao giờ em nhớ anh không? Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần? Hay chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Thì đã từng khóc vì Khang chưa? Ai? Mẹ chú chim hát thật à? What? Trời ơi! Hát thật luôn đây, có cái thumbnail này. Chắc chưa từng vì Khang là người thật. Khang xin dừng để gọi em yêu thương. Cất nở nơi mà không một ai biết được. Có anh bảy cái sửa creatoria mọi người. Đi hết đoạn đường đời. Ở nơi đó chỉ ơi. Có ngày và tháng thôi. Nơi yên bình yên, nơi Khang nhớ. Tất cả là sự thật. Nhưng điều đó chắc khó làm phải không? Bên kia giờ đây chắc có hơi ai chán đầy. Khang cứ vá nhưng thì lại phá cùng bằng không. Thì ơi anh lạnh lòng, anh sợ lắm khi đâu anh về. Giả vờ thân nhân anh có được không? Có bao giờ thì nhớ Khang không? Đã bao giờ thì thương Khang dù chỉ một lần? Hay chỉ là một giấc mơ mà Khang nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Thì đã từng khóc vì Khang chưa? Chắc chưa từng vì Khang là người thương. Khang xin dừng để gói em yêu thương. Cất nở nơi mà không một ai biết được. Thì ơi anh muốn đi cùng thì đi hết đoạn đường đời. Ở nơi đó chỉ có Khang và Thi thôi. Nơi yên bình nhất, nơi Khang muốn. Tất cả là sự thật. Nhưng điều đó chẳng khó làm phải không? Bên kia giờ đây chắc có người. Ai? Chán đầy. Oh shit. Khang cứ phá nhưng tôi lại phá cùng bằng không. Thì ơi Khang lạnh lắm, Khang sợ lắm. Em chưa xem MV à? Chưa. MV nào đây? Nó xem bao giờ đâu? Hoàn mềm không biết. Tôi bảo là tôi xem từ đợt đánh lỗ lờ. Còn đợt cấp 3 là đợt đấy bong một thời gian rồi. Cấp 2 không, tôi nhớ lên 10-11 nhưng mà tôi chưa xem MV, chưa xem. Xem MV thôi á, không được. Không được. Bệnh. Bốn năm trước mình làm là gì? À, bốn năm trước bạn bắn xét gô mẹ rồi. Đã xem đéo đâu.
đã đến lúc anh nên bước đi. Khi hai ta chẳng biết nói gì, cô chôn tranh những giây phút này. Một năm trước tôi đang bắn set go không ạ? Đã quá mỏi mệt, trong con tim đầy lắm muộn phiền. Ây da, sao bây giờ mới biết có cái MV này ta? Không bình yên, vậy là đành như thế. Con đường quen này đành ra đổi. Đã có đây có muốn làm bài rap tặng các bạn đẹp khang không không? Rap đít à? À nhầm, rap định chứ. Anh biết được rap định không? Để em với anh hát. Giá như em cầm tay anh, nói em vẫn còn yêu anh. Nói anh hãy đừng buông tay, em còn nơi đây. Chẳng thể có đổi thay để anh lại gần bên em. Ở quang bồng hình thân quen, ghi chặt đôi vai ấm em. Lúc ngỡ muôn đời đến khi lạc mất còn lại chơi vơi. Giá như em cầm tay anh, nói em vẫn còn yêu anh. Nói em hãy đừng buông tay, em còn nơi đây. Chẳng thể cầm dân đi đặng nhá, cầm dân đi đặng. Giá như em cầm tay anh, nói em vẫn còn yêu anh. Nói anh hãy đừng buông tay, em còn nơi đây. Chẳng thể có đôi Shuri ai quá hay. Sad Boy Thanh Xuân. MV rất đầu tư, tuyệt vời. Quá ý nghĩa, cảnh rất đẹp. Suwi. Fan mệt quá, sao bây giờ tôi mới xem được cái MV này nhỉ? Mao fuck. Sài Gòn Hải Đăng làm gì có Gòn Hải Đăng. Có không? Gì có? Cái này có tính là Gòn Hải Đăng đâu. Cái này là đài quan sát. Giống ở trong đột kích. Đúng không? Cái này có tính là Gòn Hải Đăng đâu. Cái tiếng Ngọn Hải Đăng á? Ngọn Hải Đăng gì thấp thế? À
Lăng hôn Hải Đăng à? Thật đấy nhỉ? Hoàng hôn ở đây có phải cảnh hoàng hôn đâu. Là do kiểu hiệu ứng nhiều quá, không nhìn thấy cái gì cả.